Nửa đêm 4 giờ sáng vẫn không ngủ được mọi người. Nhức đầu, sổ mũi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng bằng cách lấy cái hộp cá này ăn với là mì gói, xong rồi uống uống thuốc. Để coi kiếm thuốc. À, thuốc dị ứng nha. Thuốc dị ứng vì sổ mũi. Hồi sáng mua cái thuốc kia nhưng mà uống thêm cái thuốc này còn bữa còn dư. Cái này paracetamol không biết có trong nhà hình như có chứ. Cái này thuốc gì vậy ta? À cái này là thuốc hồi bữa đi xăm hình nó bị nhiễm trùng nè. Cái bữa này đi dặm rồi nó uống. Trời ơi thuốc đâu rồi, có thuốc hay không? Đây, Tylenol đi. Do hồi nãy uống sữa hơi yếu có người cho nên uống sữa, cho nên là chờ một chút ăn mì rồi nấu mì rồi mới uống thuốc nha cả nhà. Lấy mấy hộp mì ra nấu cá mà còn hai cái trứng, hai cái trứng nè cả nhà, bỏ vô ăn nha. Không biết ăn gói mì nào này. Trứng muối cho nó lạ. Nấu nước sôi. Có sức khỏe là không, có tất cả không sức khỏe là không có gì, đúng hết chứ không? Có sức khỏe mới ăn cơm được, mới đi kiếm tiền ăn cơm được. Chờ nước sôi nha cả nhà ơi. Cái tô nhỏ quá, chắc phải lấy tô bự quá cả nhà ơi, tô bự nó dơ. Nó bị dính 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 như này đó. Nó đau nhất luôn.
mì và cá để cá ngừ vào đây nha cả nhà. Quy để mấy trái ớt cho nó đẹp. Mì gói mùi trứng muối và đập thêm hai cái trứng này. Nó bay mùi trứng muối á, mọi người. Ăn cho nó lạ miệng. Người nó hít. Ôi đi ngoài đường mà hắt xì liên tục, người ta nhìn ngoài luôn á. Huy đang bệnh cho nên Huy đang ngay ngồi thiền để cho người nó tĩnh lặng á, nó hấp thụ năng lượng của vũ trụ. Nhức đầu quá, ăn xong là uống thuốc nè, dưỡng sổ mũi và tên là nôn. Hy vọng ngày mai có sức khỏe bớt liền. Có những lúc á là phải uống mấy ngày nó mới dập, có lúc nó bệnh sốt mới dập nhiều ngày. Uống nó bớt, nó nóng lạnh, có những ngày á, sau một đêm nó hết liền. Mồ hôi nó đổ này cả nhà. Có những cái lúc mà Huy mệt, Huy bệnh đó, Huy nằm trên giường này nè, Huy ráng ăn mà Huy không đánh răng luôn, ráng ăn để cho có sức, có sáng mai tỉnh dậy á ngủ. Huy thích mà là Huy thiệt ra Huy thích nằm bên đây mà cái chân thọt ra nó bị dư, nhưng mà vẫn thích nằm bên đây ngủ quên nè mọi người, mà mệt quá, đang mệt quá mọi người.
như ngồi ăn cái nhớ có người hỏi chứ, của bạn người Việt Nam sao bạn không có bạn bè ở bên đây một mình vậy, hoặc là không thấy thân với ai, không thấy chơi người với người Việt Nam hoặc là bạn, đỡ mấy có chết hay là gì rồi ai báo về nước người ta hỏi vậy á, cái mình cũng xong mình người ta cười quá trời, người ta cười ha ha ha, xong mình trả lời lại nó đó là cũng chuyện bình thường mà, tại vì mình ở nước ngoài á một mình thì nếu mà có lỡ mày có bất trắc gì có chết thì trả lời lại luôn, có chết thì người đi đường hoặc là ai báo lên lãnh sự quán hay là giấy tờ gì đó nhìn mặt thì nói người ta cũng biết người Việt Nam. Mệt quá. Chứ giờ sao trời, con người ai mà cũng được muốn tham lam, muốn được hết cái này cái kia, ở nước ngoài mà đòi có, ở sống một mình mà đòi có người báo với chết ngồi. Tôi đơn giản lắm mọi người, được cái này phải mất cái kia, được tình yêu là phải mất tự do, được thí dụ mà được người yêu chăm sóc chiều chuộng thì phải người yêu phải làm việc hay là gì đó thì đâu có thời gian nhiều cho mình, còn nếu mà yêu thương chiều chuộng tùy nó, mỗi hoàn cảnh có mỗi cái vấn đề. Huy đang đổ mồ hôi ra luôn á, mà hồi giờ Huy mạnh mẽ lắm mọi người, Huy mà có bệnh hay là có gì á là Huy đợt Covid này nọ Huy có nhiều lần cũng sợ lên sợ xuống mà cái cũng mua bánh cũng mua đủ thứ hết trên hồi đó về làm mấy cái đồ lò nướng này nọ nè, tới giờ đò điện này nọ đồ á là do Covid ra đường không được Huy mới mua hết trơn, chứ đâu có cho đó giờ ăn ngoài đường, ăn ngoài đường rẻ hơn, thấy mì gói với là cá gì chứ ăn ngoài đường rẻ hơn, tiện hơn khỏi, nhưng mà nhiều khi ăn ngoài đường hoài cũng ớn cũng thay đổi, nhưng mà người nó mệt nó rã ra. Mà đó giờ Huy mạnh mẽ lắm, ý là Huy chỉ thường thường á Huy chỉ uống bia rượu hút thuốc khi nào mà có chuyện vui hoặc là với bạn bè, nhưng mà đến một cái độ tuổi mình yếu đi dần, mình có những lúc mình bớt mạnh mẽ thì mình lấy cả những nỗi buồn ra, mình buồn quá mình muốn dứt, Huy đi chơi một mình á, Huy ở đường cao xã, trời ơi Huy chi tiền cho nỗi buồn của Huy, Huy chơi một mình và Huy có mấy cái bạn nữ xung quanh nó, lúc đó say quá Huy bao hết mọi người, Huy bao hết mọi người, cuối cùng là 5,000 baht và Huy tiếp cho những cái bạn nhân viên, 5,000 baht là 3,5 triệu. Nhưng mà Huy cảm thấy là rất là vui vì mình cũng có cách giải quyết nỗi buồn của mình, chứ mình không có, mình tích cực là mình đau một lần rồi thôi, có cái bài hát tên đau một lần rồi thôi. Có những người người ta mạnh mẽ lắm nhưng mà đêm về người ta khóc á, còn có những người ta ban ngày khóc vậy chứ ban đêm người ta cười. Ủa là còn có những người ví dụ như hơi yếu đuối nhưng mà nhức buộc một lần là mạnh mẽ xong, còn có những người tưởng mạnh mẽ chứ là khó giúp một số thứ buồn, nỗi buồn. Huy vẫn tích cực nha cả nhà, clip này là Huy vẫn ăn uống nè, uống thuốc nè, ngồi Huy ăn uống, Huy giải quyết nỗi buồn, Huy không yêu bản thân quá nhưng mà Huy lâu lâu cũng làm cho sức khỏe yếu đi thì mình uống thuốc nè. Huy bỏ hạt chia trong đây là giải độc, à, uống đồ rồi không tốt cái sức khỏe một lần gì. Huy làm ghê quá trời ghê luôn, quên hết nỗi buồn đây, trời ơi nãy giờ quay rớt nấm dúng ra luôn kìa. Thank you.
đổ ra nè cả nhà. Không xào được nha. Hồi mới uống thuốc rồi. Bây giờ Huy ngồi thiền một chút. Nếu mà ngủ được thì Huy sẽ ngủ, còn không được không Huy không ngủ. Tại vì hồi nãy Huy cũng uống một ly cà phê Starbucks. Mà một ly cà phê đó là nó nóng, hồi giờ Huy ít uống cà phê nóng lắm. Mà do người đang cảm lạnh sốt mà cần việc riêng, Huy còn phải suy nghĩ đồng não ban đêm á. Huy uống một ly cà phê giờ cũng tỉnh luôn. Nhưng mà uống thuốc, hy vọng ngày mai sẽ khỏe. Đang nghe thiền đó mọi người. Thường thường nghe cái loa bự nó sẽ to hơn. Mà nghe, thí dụ mình đang mình nói chuyện hoặc là đang động đậy này, đang ăn uống, nhưng mà mình trong tâm tư mình vẫn thiền á. Người ta gọi là thiền động. Thiền động, mà Huy ít khi thiền động lắm. Ví dụ Huy đang nói chuyện với mọi người chứ Huy vẫn đang thiền trong tâm tĩnh như này. Còn, nhưng mà hơi ít thiền đó lắm. Tại vì cuộc sống phải bận rộn với nhiều thứ, và ngoài kia rất là ồn ào với những tiếng còi xe. Nhưng Huy thiền động, Huy thiền tĩnh. Tại vì Huy cần yên tĩnh. Cả ngày phải đối mặt với là tiếng ô nhiễm, tiếng ồn ô nhiễm, không khí ánh sáng và mọi thứ. Thì Huy chỉ cần về nhà là Huy cần ít nói chuyện này, Huy ngồi thiền này để năng lượng phục hồi lại. Và đặc biệt là mình vừa mới không yêu bản thân, nhưng mà không yêu để lấy sức để quên đi nỗi buồn mà mình cố gắng lên. Đó, ban đêm là Huy nghe thiền nè. Mồ hôi nó có chảy ra nè mọi người, do mọi người không có thấy được á. Nó đó, mồ hôi đang chảy ra người. Nó chắc là nó bớt được một chút á. Nó chảy ra nè. Những lúc bệnh mồ hôi đắp mền hoặc là lấy chanh dắt cừng dắt trên tay chân. Là một viên kẹo. Hít vào thở ra nha mọi người. Nếu mọi người có muốn ngồi thiền cứ hít vào thở ra ngồi yên, giống như khỏi cần nghe cái anh đã đọc cũng được. Còn có những người cô đơn, người ta thiếu cái giọng nói hoặc là gì trong phòng, người ta để, nhưng mà nghe để thuộc cái bài xong mình tự làm theo ý mình. Hít vào thở ra tự nhiên, không suy nghĩ gì hết đó, để cho những cái tế bào đang bị tổn thương sẽ được phục hồi lại.
Shanti, shanti, shanti. Namaste. Nó khỏe hơn được chút thiệt luôn á. Thật sự mọi người, ngồi tự nhiên nó tỉnh lại nè, thấy cái thân xác nó khác hồi nãy không? Nó tỉnh lại liền luôn á. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền. Giờ chờ thuốc của các nhà khoa học để luyện công, để luyện trí, để có những cái thuốc này để cho mình uống, mình bớt bệnh. Mình rất là cảm ơn những cái người đã sáng chế ra những cái loại thuốc, cũng như là Covid vừa rồi là người ta cũng phải cố gắng cả năm trời để làm ra những cái loại để cho loài người bớt khổ đau. Thông thường thì mỗi người có những cái thiền riêng, là mình sẽ ngồi bao lâu. Có người ngồi 5 phút, 10 phút là thấy đủ rồi. Có người nói là mình ba khoảng 30 tuổi thì mình thì hoặc là 35 tuổi thì ngồi thiền khoảng 30 phút. Nhưng mà theo Huy thì cái cơ thể mình nó như thế nào, mình lắng nghe và thấu hiểu và mình tự điều, mình tự làm theo cái cảm nhận của mình là 5-10 phút nó vẫn là khỏe nha mọi người, nếu mà đi đúng bài. Không cần lâu, không cần phải là cao siêu đâu. Đôi khi những cái điều đơn giản nhất lại là những cái điều mang lại năng lượng nhiều nhất. Và Huy cảm thấy clip này thật là tích cực. Tự nhiên Huy khỏe ra thiệt mọi người. Huy cười nè, Huy tích cực nè. Huy uống thêm một miếng trà. Ngày mai trời lại sáng. Hãy tập yêu bản thân của mình nhé, Huy Mai Bangkok. Hãy thả lỏng cơ thể và tâm trí tinh thần, đừng phải nhưng mà cũng phải, tại vì tôi biết một nông thôn. Nhưng mà thôi, chào tạm biệt mọi người tại đây nha.